Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo về tình hình ở Đà Lạt. Em đang đứng ở ngay khu vực vườn hoa thành phố Đà Lạt để chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh cuối cùng của tháng 8, chuẩn bị hết mùa du lịch hè rồi. Hôm nay là thứ ba đầu tuần, ngày 22 tháng 8 năm 2023, cũng là thời điểm buổi chiều. Các khu du lịch đều rất là vắng khách. Tại đây có những chiếc xe taxi đang đứng đây đợi khách. Cũng không có khách du lịch, không có khách đoàn, cũng như là cũng không có khách lẻ đến với vườn hoa thành phố Đà Lạt. Có lẽ sắp tới ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 thì du khách sẽ đi chơi. Ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm nay trúng ngày thứ bảy, từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 9. Năm nay thì có một ngày nghỉ bù. Hôm nay em sẽ đưa quý vị và các bạn đi tiếp tục cập nhật tình hình đường phố và đưa quý vị và các bạn đi về chợ Đà Lạt để cập nhật tình hình tiểu thương mình buôn bán để xem có đông khách hay không. Và mùa này cũng là mùa hồng rồi, mùa hồng ở Đà Lạt, cho nên là cũng có nhiều tiểu thương bán những trái hồng đầu tiên, hồng đầu mùa tại chợ Đà Lạt. Và sau đó thì em sẽ đi về khu vực phường 4 của con đường Đào Duy Từ, ngay dốc Nhà Bò, cuối cùng sẽ đi về khu vực Thái Lâm. Rồi tiện thể giới thiệu đến quý vị và các bạn một số khu vực villa giá cũng bình dân quý vị. Thời tiết ở Đà Lạt hôm nay trời đẹp, nắng ráo, nhiệt độ bây giờ là 26 độ C. Dự báo đến hết tuần này thời tiết thuận lợi để mà đi du lịch ở ngoài trời. Thỉnh thoảng thì có mưa thoáng qua vào đầu giờ chiều, nhưng mà không đáng kể quý vị. Em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, niềm vui. Tại đây có những tiểu thương buôn bán phụ thuộc vào du khách. Khách mà ít lưa thưa như thế này, những cô bác tiểu thương phải chạy lòng vòng để mà kiếm khách mà bán. Đây là một cô bán kem. Ngày nay người lao động tứ xứ vào Đà Lạt làm ăn cũng nhiều, bên cạnh về các ngành nghề khác như là nghề trồng hoa nữa. Ở chợ Đà Lạt buổi chiều hôm nay cũng lác đác tiểu thương buôn bán, không có khách du lịch. Ở chợ Đà Lạt bữa nay bắt đầu bán những trái hồng giòn đầu tiên. Hồng đầu mùa thì ăn vẫn còn chát quý vị, vẫn chưa có ngon. Các tiểu thương mua lại từ nhà vườn rồi sẽ về bán. Còn một số tiểu thương thì nhập hồng về rồi có các bí quyết để mà ngâm. Tại đây thì thường các tiểu thương lấy lại để mà bán quý vị. Nếu mà quý vị và các bạn mua nhiều thì chúng ta cũng có thể ghé trên con đường Nguyễn Công Trứ. Tại đây là vừa bán hồng cũng như là bán dâu, năm nào cũng vậy, rất là nhiều. Còn đến đi mua các mặt hàng đặc sản như là khoai lang sấy, khoai lang dẻo, hồng treo gió, quý vị và các bạn cũng có thể ghé đến chợ dưới Đà Lạt. Chúng ta sẽ vào khu vực bán đặc sản những quầy mứt nổi tiếng như là mứt Như Lành. Còn nếu như buổi sáng ở đây thì bán trái cây, có những chuyến xe từ miền Tây đem lên. Rồi quý vị có thể mua trái cây giá sỉ về bán lại. Tầm khoảng 5 giờ cho đến 5 giờ 30, các tiểu thương tấp nập buôn bán trái cây. Chợ Đà Lạt cũng bán đa dạng phong phú các loại trái cây. Trái cây Trung Quốc cũng nhiều. Sau khi đi vào chợ Đà Lạt, cập nhật tình hình
Bây giờ em sẽ đưa quý vị và các bạn đi vào thung lũng Kim Khuê, nằm ở ngay đầu đường, ngay cầu Ông Đào đi vào. Ở đây cũng có nhiều điểm lưu trú bởi vì gần trung tâm, chỉ mất vài bước chân là chúng ta cũng có thể đến với chợ đêm rồi. Ở Đà Lạt thì có 3 thung lũng nổi tiếng, đó là thung lũng Kim Khuê, thung lũng Tình Yêu và thung lũng Vàng. Thường ngày con phố vẫn vắng vẻ như vậy. Ngó qua phía trên thì đó là nhà thờ Con Gà với tháp chuông cao vút. Tại đây lúc nào cũng là một con phố tĩnh mịch quý vị. Tại đây có khách sạn Room Vàng, một khách sạn 3 sao. Khách sạn nhìn như vậy thôi nhưng mà có đến 50 phòng lận quý vị. Giá phòng ở đây cũng tương đối là cao bởi vì nằm gần trung tâm, tầm khoảng 1 triệu mấy trở lên. Bây giờ em sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi về đường Đào Duy Từ. Đây là con đường Bà Triệu, con đường dài khoảng 18m từ cầu Bá Hộ Chúc mà chạy lên đường Trần Phú, sau đó sẽ băng qua đường Trần Phú để về đến dốc Nhà Bò quý vị. Đi vào bên trong thì còn có chợ Đào Duy Từ. Vào buổi chiều thì em thấy không có đông bằng buổi sáng, chủ yếu là tiểu thương tập hợp buôn bán các khu chợ tự phát của bà con tiểu thương buôn bán xung quanh khu xóm gần thôi, không có khách du lịch. Phía dưới thung lũng bây giờ là nhà cửa chật cứng quý vị, không còn nhìn thấy những con suối nhỏ nữa rồi. Và cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn đã từng theo học tại trường tiểu học An Lạc á, thì chúng ta sẽ đi vào một con đường hẻm bên phía tay phải của em. Ngày nay trở thành phân hiệu 2 của trường tiểu học Mê Linh rồi. Thank you.
Còn dốc nhà bò á, nhìn từ dưới lên á, khá là cao. Nếu mà đi không quen, quý vị và các bạn không nên chạy lên. Chúng ta cũng có thể nhờ người chạy lên hoặc là dắt bộ lên. Để đi lên thì mình phải lấy trớn, bởi vì con dốc cao cũng nguy hiểm quý vị, cũng có nhiều vụ ngã xe ở đây. Có một lần em nhớ con dốc này người ta cũng cấm không có cho du khách đứng chụp hình, bởi vì sợ cản trở khi mà xe cộ đi lên đi xuống thì khả năng là sẽ va chạm. Cũng đã lâu lắm rồi em cũng không có đưa quý vị và các bạn trở lại con đường khu vực Thái Lâm thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt. Đà Lạt trên con đường Nguyễn Trung Trực giao với đường An Sơn. Khu vực Thái Lâm cũng nhiều khu villa, khu biệt thự, đặc biệt là nằm gần khu thương mại Golden Hill. Xung quanh cũng có nhiều biệt thự cao cấp, villa cho thuê. Lát nữa thì em sẽ chạy qua bên đó chia sẻ đến quý vị và các bạn một số villa. Còn bây giờ thì em sẽ chạy xuống con hẻm này thử xem sao để chia sẻ đến quý vị và các bạn một số khách sạn. Mùa này cũng là mùa trống phòng nhiều và giá cũng rẻ. Cũng như là ở khu này thì được cái bình yên, không có ồn ào. Nếu mà quý vị và các bạn lưu trú ở đây thì cũng yên tâm, bởi vì người ta cũng có dịch vụ kinh doanh xe máy, cho thuê xe máy, cũng không cần thủ tục rườm rà. Còn nếu mà quý vị và các bạn đi xe máy xuống đây thì chúng ta sẽ về khu vực xóm Xuân An. Có một thời gian khu vực Thái Lâm cũng sốt đất, các nhà đầu tư cũng đổ về đây để mà mua đất, cũng như là người dân ở các nơi, các tỉnh lớn vào xây khách sạn rồi đầu tư quý vị. Được cái khu này nằm trên ngọn đồi cao cũng yên tĩnh. Đây là villa Úc Thảo cũng như là cơ sở lưu trú du lịch. Phóng tầm mắt xuống dưới thì bên kia quý vị có thể thấy đó là một phần của đường Chị Việt Vương hướng về cáp treo đi về Hồ Tuyền Lâm đó.
Để tiếp tục thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về khu vực con đường Nguyễn Trung Trực, rồi sẽ về khu vực những khu biệt thự cao cấp Golden Hill. Khu biệt thự ở đây người ta cũng cho mình thuê theo tháng, một tháng như vậy khoảng 15 triệu đồng. Rồi tại đây thì toàn bộ những căn villa đều giống nhau, gồm có một trệt, hai lầu và một áp mái, có ban công và cực kỳ là yên tĩnh luôn. Cho nên là cũng được gọi là khu nghỉ dưỡng quý vị. Những căn biệt thự như thế này, năm ngoái thì một căn như thế này được bán với giá 7 đến 8 tỷ đồng cho một căn, diện tích khoảng 70 mét vuông thôi. Phía dưới thì có chỗ để xe rộng rãi và có đường nhựa, rất là tiện lợi luôn. Phía cuối chân dốc đó là ngôi chùa Bồ Đề, một ngôi chùa cổ nằm lưng chừng con dốc. Bên kia thì thấy thấp thoáng tháp chuông của nhà thờ, rồi khu xóm đạo nhà chung. Bên hông thì có giáo xứ An Bình. Còn phía dưới này là xóm làng, xóm Xuân An. Con đường cũng không dễ đi chút nào, bởi vì có nhiều chỗ độ dốc cao, nếu mà đi không quen thì không dám đi bình thường. Có những con dốc vừa cao vừa dựng đứng vừa ngoằn ngoèo và không thể nào đi xe máy, buộc là chúng ta phải đi bộ thôi quý vị. Rồi xuống phía dưới thì sẽ băng qua những con mương, sau đó thì mới đến xóm Xuân An. Và cũng có nhiều cô chú chia sẻ ngày xưa đi học thì cũng hay băng qua từ ngôi trường tiểu học An Lạc để mà về trường Trí Đức phía sau của nhà thờ Con Gà.
để mà băng qua con dốc vừa cao vừa hẹp như thế này thì phải có sức khỏe quý vị. Và cũng đến ngay vị trí này, em sẽ kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ, em xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.